Gentlemen, please give a big round of applause. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ trở về vị trí trang trọng của mình. Xin được chúc mừng những cá nhân và thương hiệu đã nhận được những giải thưởng danh giá này. Và hy vọng rằng những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ được chào đón nhiều hơn nữa những đề cử đến từ các quốc gia. Cảm ơn quý vị. Once again, thank you so much and congratulations to all the winners of two categories today. And we hope that... ដារ៉ាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់